Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Hôm nay có một câu chuyện, cũng là một bài học để cho mọi người chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta ở bên Mỹ, chúng ta nên tiếp thu những cái gì đó ở bên Mỹ, bên cạnh của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta cứ giữ những cái tư tưởng từ ngày xưa, nó không phù hợp đối với chúng ta hiện giờ thì chúng ta nên bỏ bớt đi. Đừng có để mất cơ hội giống như cái cô bạn này thì thật sự rất tiếc. Nói thật ra đó là chị chia sẻ với mình mà chị nói chị rất tiếc. Thì câu chuyện đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chị nói đó là cách đây khoảng 5 tháng trước. Lúc đó thì Covid rất nhiều cho nên cũng không có đi làm gì cả. Rồi ở nhà lên mạng xã hội chơi. Bạn này nói rằng là biết kênh CC Cuộc Sống Mỹ cách đây khoảng 5 tháng. Nhưng mà cô em xem nhưng mà cũng không có bình luận gì cả. Sau đó thì bạn bè lên Facebook chơi, rồi lên những cái app để đi tìm bạn bè trò chuyện trong những cái ngày mà Covid không đi làm được. Thì ai đó mới chỉ cho cô em này một cái app Tinder. Câu chuyện của chị là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chị nói là chị đã bỏ lỡ một cái cơ hội này. Chị thấy tiếc lắm. Tiếc thật là tiếc luôn. Chị qua Mỹ đó là 19 năm. Từ ngày mà chị và chồng chị ly dị, chị ở như vậy nuôi con 15 năm rồi. Cũng nhiều người đàn ông họ thích chị lắm, nhưng mà chị không thích. Vì sao? Vì lúc đó con chị còn nhỏ. Rồi thì chị cảm thấy là vẫn còn thương người chồng trước. Cho nên là có ai đến với chị thì chị nghĩ chắc cũng khó. Cho nên chị cứ sống như vậy ngày qua ngày. Thì mới vừa rồi, cách đây khoảng, chị nói khoảng 9 tháng trước đó, thì đang cái dịch Covid rất là nhiều. Tiệm nail cũng đâu có đi làm gì được đâu. Cho nên là chị lên mạng xã hội, chị vào YouTube, chị xem, thì lúc đó chị mới biết mình. Hôm nay chị chia sẻ câu chuyện của chị. Lúc rảnh rỗi không biết làm gì, cho nên là chị đã vào YouTube, Facebook. Sau đó chị thấy bạn bè của chị, hiện tại bây giờ ai cũng đang buồn mà. Cho nên là chị mới vào một cái trang mạng Tinder. Thì theo như chúng ta biết, Tinder là giống như là Việt Single vậy đó các bạn. Nhưng mà Việt Single thì các bạn Việt Nam này nọ nhiều, còn Tinder thì đa số hình như là Mỹ đó. Mà cái app Tinder này đó thì phạm vi ở gần thôi. Còn xa hơn nữa cũng có, nhưng mà đa số là những người gần họ gặp gỡ nhau nhiều hơn. Thí dụ như khi bạn bấm cái zip code của bạn vào rồi thì cái app đó nó sẽ show lên cho các bạn là những người, thí dụ người A, người B, người C, người này ở gần bạn 3 mai, 5 mai, 7 mai, là bạn muốn tìm một người bạn trai ở cái phạm vi là bao xa. Thí dụ như 10 mai hoặc là 3 mai hoặc 2 mai bạn cứ ghi vào đó. Thì những cái người mà cũng đi tìm bạn gái như vậy đó, trong cái phạm vi đó thì nó sẽ show lên. Thì chị mới nói là nhiều người lắm, nhưng mà chị chọn được một người. Thì trước khi mà chị chọn, chị hẹn hò, chị có đưa cho con chị coi. Chị nói con ơi, nhiều người quá nhưng mà mẹ thấy người này được nè con. Cho nên giờ mẹ bấm vô nghe. Thì các con cứ nói rằng là thì mẹ cứ bấm vô đi nói chuyện, người nào được thì được, không được thì thôi. Thế là chị bấm vô, chị trò chuyện với người đó. Chị nói là đang ở không, rảnh rỗi nữa, cho nên là ngày nào chị cũng trò chuyện hết. Mỗi ngày vài ba câu chào hỏi thăm nhau. Thì được một tuần thì cái người đó họ mới mời chị đi ăn. Thì chị mới nói tránh, vì chị nghĩ rằng là mới vừa gặp gỡ nhau chưa gì hết mà đã hẹn hò đi ăn rồi, kỳ kỳ quá. Với lại theo như chúng ta biết, người Mỹ đó mà họ mời bạn đi ăn á, là họ cũng hay muốn cái chuyện ấy lắm. Thì đối với chị là không được. Thứ nhất là người Việt mình ít nhất cũng phải làm giá vài ba lần, chứ đâu phải lần đầu tiên gặp nhau là ấy liền đâu. Với chị lớn tuổi rồi, chị đâu còn trẻ. Ông đó mời chị từ chối lần thứ nhất. Chị hẹn lại ổng là để 2 tuần nữa đi. Nhưng mà trong 2 tuần đó thì ngày nào buổi sáng thì cũng gọi thăm hỏi nhau, good morning, how are you today, rồi tới tối là good night này nọ. Thì họ thân mật với nhau lắm, họ trò chuyện nhiều và những cái câu chúc tốt đẹp đến với nhau. 2 tuần trôi qua, anh đã nhắc và mời chị đi ăn, thì chị lại từ chối nữa.
Từ chối với lý do là đi mà đeo khẩu trang thì chị không thích. Thì anh mới nói rằng là khi bạn vào xe ngồi giữa tôi với bạn, nếu bạn không sợ thì bạn không cần phải đeo khẩu trang. Rồi chỉ có từ ở xe đi vào tới nhà hàng. Thì khi đã vào tới nhà hàng rồi thì bạn có thể mở khẩu trang ra. Mở khẩu trang ra thì bạn mới ăn được. Thành ra cái mà cô này cổ từ chối nó không có hợp lý. Rồi thôi, anh này anh cũng chờ. Cô này lại hẹn ảnh là thôi 2 tuần sau nữa đi. Thì anh này anh mới nói rằng là tuần sau là sinh nhật của tôi. Năm nay Covid thì tôi không có về nhà gia đình tôi để đoàn tụ, để gia đình tôi làm một bữa tiệc cho tôi. Tôi là con út trong gia đình. Anh chị em tôi đã lập gia đình, chỉ có một mình tôi. Cho nên là gia đình tôi ai cũng yêu quý tôi. Mỗi năm vào cái dịp sinh nhật của tôi thì tôi về để sum họp gia đình, và gia đình đã làm một bữa tiệc sinh nhật cho tôi. Nhưng mà năm nay đó vì Covid cho nên là tôi không đi lại được như vậy. Nên là tôi muốn mời bạn để bạn chúc mừng sinh nhật cho tôi. Cô nghe chữ sinh nhật thì cổ cũng thấy rồi cổ hứa là cổ sẽ đi. Thì không biết là cổ nói chuyện với bạn bè như thế nào đó. Những người bạn cũng lớn lớn tuổi như cổ thì mới nói rằng là thôi thôi thôi, mấy người này đó bà đừng có đi, bà mà đi là nó quất bà đó. Trời ơi, tôi còn lạ gì nữa thế này thế kia. Thì chị này chị nói bao lâu nay thì chị cũng có đi tìm bạn trai, nhưng mà chỉ tìm Việt Nam không à. Nhưng mà cái app Tinder này đó đa số là người nước ngoài. Thì chị nghe nói như vậy làm cho chị cũng sợ, cũng ngại. Tại vì đối với chị đó, mới gặp nhau lần đầu mà quất chị như vậy là không được. Rồi cái dở của chị đó là chị không trả lời với lại cái ông này sớm, mà chỉ chờ cho tới ngày cuối cùng. Trong cái ngày đó thì chị mới cancel, chị không đi. Cho nên ông này ổng rất là buồn. Ổng hỏi chị là tại sao, tức là chị không có thật tình với ổng. Trong mấy tuần này trò chuyện, tức là ổng cho là chị này là dối đó các bạn, dối trá đây là gì gì đó. Thì chị này chị nói không, tôi là một người rất tốt, nhưng tôi không thể lần đầu tiên gặp bạn được. Thì cái ông này ông mới hỏi là tại sao không gặp tôi được, bạn không gặp tôi thì làm sao tôi với bạn có thể tiến xa hơn được. Thì tự nhiên cô này cũng nói rằng là vì tôi gặp bạn lần đầu tiên thì giống như là bạn sẽ dẫn tôi đi vào hotel để thế này thế kia. Thì ông này ông nói rằng là tôi có thể mời bạn nhưng sự quyết định là do bạn. Bạn nói không thì tôi đâu có thể dẫn bạn đi được. Bạn cũng đã là người lớn. Rồi cô này cô nghe cô thấy quê quê cho nên là cô giả bộ cô nói chút xíu nữa tôi sẽ gọi lại cho bạn. Rồi thế là cô cúp phone. Rồi cô nói là cũng trong ngày hôm đó hẹn nhau là 8 giờ, 7 giờ ổng nhắn tin là bạn có sure là bạn đi với tôi ngày hôm nay hay không. Thì cô này lại bị bạn bè xúi, trời ơi bà đi ăn với ổng một bữa nay đi, rồi đúng là sinh nhật nữa thì bảo đảm là thế nào ổng cũng vớt bà. Thì tại vì cái câu đó đó, bạn bè nói như vậy làm cho cô này cô quá sợ. Và cuối cùng ổng nhắn bao nhiêu tin nhắn cô này không trả lời. Cho tới ngày hôm sau thì cô này chắc cổ cũng thấy sao sao đó. Cổ cũng good morning lại, mỗi buổi sáng hai người đều good morning, buổi tối thì good night. Không có thấy ổng hồi âm nữa. Thì cô này tự nhiên cổ mới cảm thấy là mình nhắn tin cho ổng là ổng nhắn tin lại mình liền. Mà bây giờ thì ổng không nhắn tin nữa, chắc là ổng giận mình. Thế là cô này buồn, nhắn tin tiếp, nhắn rất nhiều tin nhưng mà ổng không trả lời. Qua tới ngày mai cô này lại good morning nữa, ổng vẫn không trả lời. Và qua tới ngày thứ ba cô này cổ lại nhắn tin nữa, cũng là good morning, buổi tối good night. Thì ổng mới gửi một cái tấm hình, là ổng nói là đây là người ổng mới vừa chọn ở trên Tinder. Cô này là người Thái Lan. Thì mặc dầu là sinh nhật của ổng trễ 2 ngày nhưng ổng mời thì cô này cũng đi. Và ổng và cô này có một bữa ăn rất là ngon. Thì tự nhiên cái cô này cô buồn, thật là buồn luôn. Thế là không hẹn hò, không hò hẹn gì nữa cả.
Cho tới 2 tháng sau, cổ và những người làm ở trong tiệm nail, hôm đó là ngày Chủ nhật, thì mọi người được ra về sớm và tất cả đi ra tiệm buffet để ăn. Thì lúc mà cổ đi vô thì cổ cũng không có thấy gì hết. Thì tự nhiên cổ mới đi ra để lấy đồ ăn đó các bạn. Thì cổ đang đứng gấp đồ ăn như vậy, thì cổ mới nghe có ai chào cổ. Thì cổ quay qua cổ nhìn thì cổ thấy ổng. Và bên cạnh ổng là một cái cô gái đó. Nhưng mà cổ không hình dung được là phải là cái cô gái mà gửi hình hay không. Thì cổ cứ nhìn vậy đó, rồi cổ cũng chào ổng. Rồi ổng giới thiệu liền, đây là bạn gái của tôi. Thì cô này cổ nghe rồi cổ hỏi ngược lại liền luôn. Thì cổ mới nói rằng là đây là người bạn gái ông mới quen hay là đã quen lâu rồi. Thì ông này ông mới trả lời với cổ rằng là vì bạn từ chối tôi, bạn không thành thật với tôi, bạn sợ tôi, cho nên tôi đã lên trên cái app Tinder và tôi đã tìm một người khác. Họ hiểu tôi và họ biết tôi cần gì, họ đã đáp ứng được cho tôi, cho nên tôi trân trọng cô ấy. Trời, chị này chỉ nói chị nghe mà tự nhiên chị buồn. Đi ra mọi người ngồi ăn mà chị ăn không được luôn. Thế là ở trong tiệm ai cũng nói gì vậy? Xong ăn đi, tự nhiên lấy dĩa đồ ăn ra để vậy. Thì tự nhiên cổ mới nói, cổ mới nói là kìa, nhìn thấy không? À, đó đó đó, cái bàn xéo xéo bên kia kìa. À, đó, hôm bữa tôi lên mạng tôi nói chuyện với ông đó đó. Rồi mấy bà cản tôi, mấy bà nói là thế này thế kia. Cái giờ ông lên mạng, ông tìm được một người khác, đó đó là người này nè. Thì tự nhiên cái cô chủ tiệm đó đó là cổ ngồi đối diện, thành ra cái lưng của cổ lại về cái ông đó. Thì cổ mới quay qua cổ nhìn, cái cổ mới nói cái gì, thiệt không? Thì chị này chị hỏi gì? Nó nói ủa hôm bữa chị lên mạng xã hội chị nói chuyện với ông đó hả? Thì nó cái nói trời, ông đó là bác sĩ gia đình em đó. Trời đất ơi, chị này chị nghe chị tá quả luôn. Chị nói cái gì? Ông là người Thổ Nhĩ Kỳ. Cái này nè, chị mới nói là đúng rồi, ông là bác sĩ gia đình em đó, ông tốt lắm, chưa vợ. Đó, trời ơi, chị này chị nghe chị buồn, thật là buồn luôn. Thế là ngồi trong bàn ăn đó giờ, chẳng lẽ để chị buồn. Cho nên là mọi người mới nói rằng là thôi, tất cả cái gì cũng đều có cái duyên. Nhưng mà các bạn biết không, theo CC biết nha, với người nước ngoài họ khác với người Việt Nam mình, là họ không có thời gian và họ cũng không có cái mà giống như rằng là quen với người đó là phải gọi là từ ngày này qua tháng nọ qua năm kia phải đeo đuổi, phải thế này thế kia thế nọ để cua được cái người phụ nữ đó. Không có đâu, người nước ngoài không có. Nhiều nhất là họ chỉ có thể cho bạn cơ hội một lần, hai lần, ba lần, tháng, hai tháng thôi à, chứ không có lâu đâu. Rồi trừ khi đó mà bạn với họ đã hẹn hò chính thức rồi đó, thì may ra họ mới có thể chờ đợi bạn thôi. Còn chỉ mới là trên mạng xã hội chat với nhau, hoặc là gặp ngoài đường, hoặc là trong bữa tiệc này nọ, rồi hẹn hò xin số phone nhau, mà bạn để cho họ chờ đợi bạn quá lâu, họ không có phí thời gian như vậy đâu. Cho nên là rất nhiều người Việt của mình ở bên Mỹ cơ hội đến đó các bạn, mà bị giống như là tuột khỏi tầm tay đó. Vì mình sống theo cái kiểu Việt Nam mình quá nhiều về những cái chuyện này. Người nước ngoài họ không có như vậy. Bạn thích tôi thì tôi với bạn cần phải gặp nhau để chúng ta trò chuyện, coi chúng ta có hợp với nhau hay không đã. Cái đó mới là cái chính. Rồi sau đó mới bắt đầu tìm hiểu. Còn mới mà bạn cứ cho họ leo cây hoài à, thì bảo đảm là sẽ không được. Rồi thế là mọi người buồn giùm cho cô này. Thì cái chị chủ chỉ mới nói là tại sao mà không nói cho tôi nghe. Nói thì lúc đó tiệm đóng cửa mà, rồi Covid đâu có ai nói chuyện với ai này nọ. Khi mà tôi tìm được thì tôi cũng hỏi mấy bà trong này nè, thì mấy bà nói rằng là đừng rồi thế này thế kia. Tôi tưởng thiệt chứ bao lâu nay tôi cũng đâu có quen với ai là người nước ngoài đâu mà tôi biết. Thế là chị chủ này chị mới nói thôi, uổng thì uổng thật, nhưng mà chắc không có duyên thì nó mới xảy ra chuyện như vậy thôi. Rồi chính cái chị chủ này chị cũng nói nữa, người nước ngoài họ không giống người Việt Nam mình trong cái vấn đề đó. Khi họ cần gặp mình là bắt buộc mình phải tạo cơ hội cho họ gặp mình một lần đầu tiên. Rồi từ cái lần đầu tiên đó nó mới có những cái lần sau. Bạn thích họ hay là họ thích bạn, rồi sau đó mới tiến tới. Còn chưa gặp mặt
mà cứ cho họ leo cây hoài à, thì bảo đảm họ không có bao giờ mà bỏ công sức ra mà chờ đợi tìm hiểu bạn đâu. Không có. Thì chị này chị gọi cho mình để chị chia sẻ câu chuyện là như vậy. Cho nên chị nói rằng là nếu mà có ai lên trên mạng xã hội trò chuyện thì nên để những cơ hội đến với mình, đừng có để giống như chị thì thật sự hơi uổng. Người bác sĩ này 45 tuổi, chị 46 tuổi. Đó là câu chuyện CC xin gửi đến các bạn. Và chị nhờ CC gửi đến những ai đang muốn tìm một nửa còn lại cho mình thì hãy mạnh dạn hơn. Đừng có giống như chị và cũng đừng có bị chi phối bởi những người họ cũng không biết gì. Quyết định là do ở mình. Mình quyết định lên mạng xã hội chơi thì mình bắt buộc phải cho người ta cơ hội để gặp mình. Còn có chuyện gì xa hơn hay không thì lúc đó là do bản thân của mình, con người của mình muốn hay không mà thôi, chứ không thể đổ thừa. Thí dụ như ngay trong cái lúc đó, sau cái bữa ăn đó, họ nói rằng là tôi muốn đưa bạn đi khách sạn, bây giờ bạn nói không thì họ cũng chẳng bao giờ đưa bạn đi được. Chỉ có như vậy thôi. Sự quyết định là ở mình. Bạn bè khuyên mình, nói cho mình nghe, nhưng mà họ cũng nói giống như mình thôi. Tại vì họ chưa trải qua, thật sự họ cũng không biết. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Các bạn ở bên Việt Nam, cố lên các bạn. Nhớ uống nhiều nước chanh nè, nhiều nước cam nè. Vitamin C rất tốt trong cái mùa Covid các bạn nhé. Bye bye, I love you.